Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay em có về chiếc Seiko Preset SCVS009. Đây có lẽ là một trong những mẫu 6R15 mà rẻ nhất hiện tại mà các bác có thể mua được. Tất nhiên là một chiếc qua sử dụng thì nó cũng có sức răm rồi. Tuy nhiên thì vẫn là 6R15, vẫn là một con máy cao cấp hơn so với những dòng máy 4R hay là 7S của Seiko. Nhưng mà đặc biệt là cái mức giá thì cũng khá là phải chăng, đúng không? Nếu bác nào mà tay nhỏ mà thích những kiểu dáng classic cổ điển thì thực sự đeo này rất đẹp luôn. Rồi, thì với SCVS009 thì hiện tại thì em đang có một chiếc thì đã qua sử dụng rồi, hình thức thì đang còn khá đẹp, có sức răm nhỏ, đã lên dây da handmade các bác nhá, và khóa cài ngoài. Dây này là dây da bò, đeo phải nói là khá là đẹp, ôm tay. Đó, với SCVS009 thì đây cũng là một chiếc đồng hồ mà em có rất là thích bởi cái dáng càng. Thì các bác có thể nhìn thấy là dáng càng của SCVS009 thì nó sẽ khá là thẳng và được đánh khá là nhiều vắt cạnh. Tuy nhiên thì với dáng càng này thì nó vẫn đem lại cái sự gì đấy nó mảnh nhẹ, nó không quá to, vì vậy mà khi mà đeo lên tay thì nó khá là gọn. Hơn nữa thì nó vẫn giữ được cái độ cong khi mà chúng ta đeo lên cổ tay. Bezel thì sẽ được đánh bóng tạo ra cái độ sang trọng cho chiếc đồng hồ. Núm thì sẽ có logo chữ S đặc trưng của Seiko. Với chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có trang bị kính sapphire nguyên khối, các bác không phải lo vấn đề xước sát trong quá trình sử dụng. Còn đây là một chiếc mà dành cho những anh em có cổ tay nhỏ và vừa, khi mà kích thước size của em nó thì rơi vào tầm 37 mm, độ dày là 11 và lắc to lắc thì chỉ có là 43 thôi, 43 hơn. Cho nên nó sẽ rất là phù hợp với những anh em cổ tay nhỏ, loanh quanh tầm khoảng 16.5 cm đổ xuống thì các bác đeo sẽ rất là đẹp. Còn nếu mà đẹp nhất thì các bác cứ nhìn tay em này này. Tay em là 15.7 nhé. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đeo rất đẹp luôn. Con này mà bác nào mà thích đeo mấy con vintage thì đeo con này cực kỳ đẹp. Phối với sơ mi vest nữa thì hết nước chấm. Con này đặc biệt là phối với sơ mi vest thì cực kỳ đẹp. Bởi vì thiết kế các bác có thể nhìn thấy cái thiết kế của nó thì mang cái hơi hướng của những mẫu vintage với thiết kế mặt màu trắng ngà đặc trưng của những mẫu vintage rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một bộ cọc cũng khá là ấn tượng với cọc Arabic xoong trò pha với cọc vạch. Bộ kim là một trong những thứ em rất thích trên SCVS, một trong những bộ kim mà có thể nói là đẹp nhất của nhà Seiko luôn. Bộ kim phải nói là cực kỳ ấn tượng. Đấy. Hơn nữa nhá, hơn nữa con này có trang bị dạ quang, cũng là một trong những mẫu dress watch khá là kinh điển khi mà lại có cả trang bị dạ quang nữa. Thông thường các bác để ý những cái mẫu dress watch của nhà Seiko thường ít khi mà nó trang bị dạ quang lắm. Còn với mẫu này thì nó sẽ có trang bị dạ quang luôn cho các bác. Đây. Thực ra thì cái bộ kim của con này nó khá là giống với kim của bọn Apinit. Thay vì là bọn Preset thì cái bộ cọc kim của con này thì nó làm cho em liên tưởng đến bộ sưu tập Apinit Pro-Pec của nhà Seiko. Tuy nhiên thì đây là một chiếc thuộc dòng Preset các bác nhé. Đấy, chẳng qua là bộ kim này thì nó bê từ Apinit qua thì nó đem lại cái sự gì đấy nó khác biệt cho chiếc đồng hồ của chúng ta. Thì nó sẽ có dạ quang ở 36, 3, 6, 9 và 12 cũng như kim giờ phút có trang bị dạ quang Ruby Bright màu xanh lá rất đẹp. Nói chung là độ hoàn thiện mặt số cọc kim của thằng SCVS này nó khá là tốt trong tầm giá. Thật sự với bác là 6 triệu rưỡi cho một chiếc máy 6R15 thì thực sự là một cái mức giá phải nói dùng cái từ là rẻ. Bởi vì trong cái tầm giá này nếu mà mua Seiko 4R các bác chưa mua được đâu. Còn ra ngoài hãng thì chắc chắn là không mua được. Nếu mà mua xách tay thì các bác vẫn cố được một vài mẫu. Nhưng mà với hàng hãng thì em nhớ không nhầm một con 4R rẻ nhất hãng bán hình như là cũng đã hơn 10 triệu rồi. Đúng không ạ? Mà tất nhiên 6R15 thì nó sẽ ngon hơn là dòng 4R chứ, rất nhiều đấy. Chúng ta có 6R15 với 23 chân kính và đặc biệt hơn nữa thì với cái dòng máy 6R15 này chúng ta có trang bị đai sốc, một cái con đồng hồ có khả năng chống sốc rất là tốt. Made in Japan, sản xuất lắp ráp tại Nhật này, Seiko Automatic. Chống nước của nó 13, tương đương 100 m và thân thép không rỉ các bác nhé. Thì với chiếc đồng hồ này thì 50 giờ tích cót, automatic có đầy đủ cót tay, dừng kim giây, hacking stop. Trang bị kính sapphire dạ quang, thiết kế đẹp nhỏ gọn và giá giao lưu chỉ có 6 triệu 500 ngàn. Các bác cân nhắc nhé, đây là một cái mức giá nó cực kỳ hấp dẫn đấy, thật sự đẹp cổ điển.
Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơ vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Tất nhiên là đối với những mẫu sản phẩm mà có giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Toàn bộ thông tin liên hệ thì em để phía bên dưới phần mô tả của video, các bác chú ý nhé. Xin chào các bác.